Nếu trong biển đại trí của các như lai không có bốn thứ báu này, thì sẽ không một chúng sinh nào được vào đại thừa. Bốn thứ báu trí này chúng sinh phước mỏng không thể thấy được. Tại sao? Vì bốn thứ báu trí này để nơi tạng thâm mật của như lai, bình đẳng tránh trực, đoan khiết tốt đẹp hay lợi ích khắp các chúng Bồ Tát khiến cho các Bồ Tát đều đắc được trí huệ quang minh. Phật tử đó là tướng tâm thứ tư của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như trong biển có bốn báu lớn ánh sáng hừng hực để ở dưới đáy biển tánh cực nóng mãnh liệt, thường hút uống vô lượng nước trong sông đổ vào biển cho nên biển không có tăng giảm. Những gì là bốn: một tên là nhiệt tạng, hai tên là ly nhuận, ba tên là hỏa diệm quang, bốn tên là tận vô dư. Phật tử, nếu trong biển không có bốn báu này, thì từ bốn thiên hạ cho đến cõi trời hữu đỉnh, hết thảy trong đó đều bị ngập chìm. Phật tử, ánh sáng của báu lớn nhiệt tạng đó chiếu đến nước biển, thì đều biến thành sữa ánh sáng báu lớn ly nhuận chiếu đến sữa đó thì đều biến thành lạc ánh sáng báu lớn hỏa diệm quang chiếu đến lạc đó thì đều biến thành tô ánh sáng báu lớn vô tận tạng chiếu đến tô đó thì đều biến thành đề hồ như lửa thiêu đốt đều cháy sạch không thừa sót phật tử biển đại trí huệ của như lai ứng tránh đẳng giác cũng lại như thế có bốn thứ đại trí huệ báu đầy đủ vô lượng oai đức quang minh quang minh trí huệ báu đó chiếu đến các bồ tát cho đến khiến cho đắc được đại trí huệ của như lai những gì là bốn đó là đại trí huệ báu diệt tất cả sóng tán thiện đại trí huệ báu trừ tất cả pháp ái đại trí huệ báu huệ quang chiếu khắp đại trí huệ báu bình đẳng vô biên vô công dụng với như lai phật tử khi các bồ tát tu tập tất cả pháp trợ đạo thì sinh khởi sóng vô lượng tán thiện tất cả thế gian trời người a tu la không thể phá hoại được như lai dùng đại trí huệ quang minh báu diệt tất cả sóng tán thiện chiếu đến bồ tát khiến cho xả bỏ tất cả sóng tán thiện giữ tâm một cảnh trụ nơi tam muội. Lại dùng đại trí huệ quang minh báu trừ tất cả pháp ái chiếu đến bồ tát khiến cho xả bỏ sự chấp trước vị tam muội khỏi thần thông rộng lớn, lại dùng đại trí huệ quang minh báu huệ quang chiếu khắp, chiếu đến Bồ Tát khiến cho xả bỏ sự khỏi thần thông rộng lớn, trụ đại minh công dụng hạnh. Lại dùng đại trí huệ quang minh báu, bình đẳng vô biên, vô công dụng với Như Lai, chiếu đến Bồ Tát, khiến cho xả bò sự khởi đại minh công dụng hạnh, cho đến đắc được bậc Như Lai bình đẳng, ngừng tất cả công dụng, khiến cho không thừa sót. Phật tử nếu không có bốn đại trí quang minh báu của Như Lai chiếu đến, thì sẽ không có một vị Bồ Tát nào đắc được bậc Như Lai. Phật tử đó là tướng tâm thứ năm của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy.